Nụ cười của cậu năm đó làm tôi hoảng loạn cả thanh xuân. Cười thế nào mà để người ta hoảng loạn vậy bạn yêu ơi? Dĩ nhiên là cười với hàm răng trắng sáng khi sử dụng kem đánh răng thảo dược Dog Bua Cu rồi. Kem đánh răng thảo dược Dog Bua Cu tặng bàn chải đánh răng, quá hời cho một sự lựa chọn, nhanh tay dùng thử nào. Nếu vẫn còn đang phân vân vì hàm răng ố vàng thì Dog Bua Cu chính là cứu tinh dành cho bạn ngay lúc này. Thành phần cấu tạo kem đánh răng Dog Bua Cu. Hiểu được nhu cầu của người dùng hiện nay là sử dụng các loại sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Kem đánh răng Dog Bua Cu tự hào là một trong những sản phẩm có chiết xuất nguồn gốc từ thảo dược, không gây kích ứng, cực kỳ thích hợp cho những khách hàng có hàm răng nhạy cảm và hay bị ê buốt. Bản thành phần từ 10 loại thảo dược có lợi cho răng miệng như sorbitol, calcium carbonate, Acmella olearei, water, sodium lauryl sulfate, hydrate silica, glycerin, spruce aspernic extract, clean acanthus nữ tình, muraya paniculata oran jasmine, tetrasodium pyrophosphate, mến thon, gaulthrea procumbent leaf oil, wintergreen oil, eucalyptus globulus leaf oil, sodium benzoate. Công dụng của kem đánh răng Dog Bua Cu. Kem đánh răng Dog Bua Cu với công thức độc quyền từ thảo dược giúp chăm sóc răng miệng và bảo vệ khoang miệng chống lại vi khuẩn trong suốt 24 giờ liên tục. Kem đánh răng Dog Bua Cu còn góp phần to lớn trong việc hạn chế mảng bám tích tụ trong răng, ngăn ngừa các vi khuẩn có hại gây sâu răng và loại bỏ các vết mảng bám do thói quen hay dùng trà cà phê hay hút thuốc của bạn. Do được chiết xuất từ thảo dược, hoàn toàn từ thiên nhiên nên các thành phần của kem đánh răng Dog Bua Cu cũng có những công dụng riêng của nó. Oran Jasmine rất hiệu quả trong việc ức chế các vi khuẩn gây hôi miệng, làm giảm nhiệt miệng và duy trì hơi thở thơm tho trong suốt 9 giờ đồng hồ. Clean Acanthus nữ tình có tác dụng trực tiếp trong việc loại bỏ các mảng bám gây hôi miệng và sâu răng, đồng thời cũng giúp các vết loét miệng trong giờ nhiệt miệng hay ăn thực phẩm cay nóng mau chóng được cải thiện. Tinh dầu bạc hà giúp hơi thở thơm mát, căng tràn sức sống, sảng khoái tức thời sau khi đánh răng. Lý chi có chứa thành phần chitosan đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng trong việc bảo vệ men răng. Chitosan hoạt động theo cơ chế bù đắp và tái tạo lại khoáng chất cho các bề mặt men răng. Đồng thời canxi carbon nát cũng giúp răng chắc khỏe và loại bỏ các vết bẩn gây hại. Kem đánh răng thảo dược Dog Bua Cu tặng bàn chải đánh răng như một lời tri ân dành cho khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Bộ đôi kem và bàn chải đánh răng Dog Bua Cu sẽ mang đến cho bạn nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm mát giúp bạn tự tin trong mọi hoàn cảnh. Một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim băng giá, làm bừng sáng những khoảng trời tối tăm của những ai đang mang tâm trạng rối bời. Nếu ngại cười, tự ti vì nụ cười của mình bởi những vết ố vàng trên răng thì hãy để kem đánh răng Dog Bua Cu giúp bạn. Kem đánh răng thảo dược Dog Bua Cu tặng bàn chải đánh răng, bộ đôi với sức mạnh bất ngờ sẽ trả lại bạn nụ cười tỏa nắng và đầy tự tin. Việc gì khó cứ để Dog Bua Cu lo.